Tin nóng, Trung Cộng lại kéo giàn khoan HD981 vào Biển Đông, xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Giàn khoan lớn của Trung Quốc từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Việt trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay. Theo thông báo ngày 16 tháng 6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Haiyan CU981 mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25-4-1 cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng Nam. Tọa độ của giàn khoan này, theo thông tin của Trung Quốc, là 17 độ 9 phút 7 giây vĩ Bắc và 110 độ 2 phút 9 giây kinh Đông. Báo Thanh Niên của Việt Nam đăng một tin ngắn vào trưa ngày 20 tháng 6, trong đó có đoạn cho rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định. Nhưng sau khoảng một giờ, báo đã rút tin và không đưa ra lời giải thích. Luật sư Hoàng Việt, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh rằng vị trí nêu trên của giàn khoan không vi phạm vào vùng biển Việt Nam. Cửa vịnh Bắc Bộ là nơi hai bên chưa phân định. Nếu giả định với đường trung tuyến ở giữa để mà phân định, thì hiện nay giàn khoan 981 của Trung Quốc vẫn ở bên kia của trung tuyến, tức là ở bên phía của Trung Quốc. Cho nên là nó vẫn chưa gọi là xâm phạm về vùng biển của Việt Nam đâu. Nhận định về việc báo Thanh Niên gỡ tin về giàn khoan Trung Quốc, ông Việt nói lý do có thể là vì báo nhận ra những lời lẽ mang tính cáo buộc ở trong bài không phù hợp với tình hình thực tế. Trung Quốc có giàn khoan thì họ vẫn kéo đi. Việc giàn khoan nó không phải là cái gì mới. Nếu giàn khoan đã xâm phạm vào khu vực chủ quyền của Việt Nam thì lúc đó mới là cái đáng ngại. Có lẽ cái này tôi suy luận thôi. Khi mà Thanh Niên đưa tin, người ta cho rằng nó xâm phạm. Nhưng mà sau đó thấy chưa hề xâm phạm thì người ta không muốn nó căng thẳng, người ta lại rút tin đi. Hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc đã triển khai giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí gần sát tọa độ nêu trên. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi khu vực này. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối. Lần Hải Dương 981 gây sóng gió lớn nhất trong quan hệ Việt-Trung là khi giàn khoan này được đặt ở vị trí Việt Nam coi là thuộc đặc quyền kinh tế của mình hồi tháng 5 2014. Việc này đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của người dân Việt Nam chống Trung Quốc, cũng như nhiều động thái phản đối chính thức của nhà chức trách Việt Nam. Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 7 2014, sau hơn 2 tháng hoạt động. Tướng Phạm Trường Long, đảo ở Nam Hải là của Trung Quốc. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long trong chuyến thăm 2018-19 tháng 6 đã gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, khi ở Việt Nam, ông Phạm đã nói rõ về chủ quyền của Trung Quốc ở Nam Hải. Ông Phạm Trường Long hôm Chủ nhật có các cuộc họp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ông Phạm được Tân Hoa Xã dẫn lời. Theo đó nói, nhờ sự nỗ lực thúc đẩy của lãnh đạo hai nước nên quan hệ Việt-Trung nay đang phát triển tốt và đã gặt hái được kết quả trong một số lĩnh vực. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc đưa sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc kết nối phù hợp với kế hoạch hai hành lang, một vành đai kinh tế của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thiết thực trong mọi lĩnh vực để cùng phát triển. Ông nói, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ này. Ông Phạm nói thêm, liên quan tới chủ đề Biển Đông, Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Phạm trong chuyến thăm đã nhấn mạnh rằng toàn bộ các đảo ở biển Nam Hải là tên gọi Trung Quốc dùng để chỉ Biển Đông đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời Thượng Cổ. Ông cũng ghi nhận tình thế hiện thời tại Biển Đông đã được ổn định và đang trở nên ngày càng tích cực hơn, đồng thời kêu gọi hai nước tuân theo sự nhận thức chung quan trọng của các lãnh đạo đảng, nhà nước hai bên cần
tăng cường đối thoại chiến lược và kiểm soát tốt các khác biệt nhằm duy trì quan hệ chung cũng như nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định tại biển Nam Hải, tướng Phạm Trường Long nói. Trong các cuộc gặp gỡ riêng rẽ với tướng Phạm, giới lãnh đạo Việt Nam đều đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Trung, Tân Hoa Xã tường thuật. Trung Quốc lại đưa giàn khoan vào Biển Đông. Trước đó, cũng trong tháng 6 này có tin nói giàn khoan của Trung Quốc đã hoạt động trở lại tại Biển Đông. Đặc biệt không lâu trước chuyến thăm Việt Nam của tướng Phạm Trường Long, một số trang mạng tiếng Trung như DW News đăng tin nói các thuyền cá của Việt Nam liên tiếp quấy nhiễu quá trình hạ đặt giàn khoan của họ. Trong một bài đăng hôm 7 tháng 6 2017, trang DW News đăng hình hai chiếc thuyền được cho là của Việt Nam bị công nhân giàn khoan Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước đuổi ra. Bài này mô tả đây là cách mà công ty khai thác dầu Trung Quốc dùng phóng xạ phản kích và cho rằng phía Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam lập tức đình chỉ quấy nhiễu. Tuy nhiên bài báo không nói rõ về tọa độ của giàn khoan dầu đang được đặt ở đâu trong Biển Đông, cũng như ngày xảy ra các hoạt động quấy nhiễu đó. Bài báo này cũng nhắc lại vụ việc về giàn khoan HD981 năm 2014 bị 40 tàu thuyền Việt Nam liên tiếp công kích. Điều hiển nhiên là cả vùng biển này luôn được Trung Quốc khẳng định là thuộc chủ quyền của họ và Việt Nam cũng nói là của mình. Hồi tháng Giêng 2017, Việt Nam ký một thỏa thuận với tập đoàn ExxonMobil mà cựu lãnh đạo là ông Rex Tillerson, hiện là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, để khai thác khí đốt từ mỏ Cá Voi Xanh ngoài Biển Đông.